Xin chào quý vị khán giả của chương trình Gia Đình Tài Tử. Tôi là sứ giả May và tôi đang ở chợ Tân Phú. Tôi đang đi tìm gia đình nhà anh Đăng Quang. Không biết nhà anh Quang đâu nhỉ? Dạ cho em hỏi phải gia đình anh Quang không ạ? Em là sứ giả của chương trình Gia Đình Tài Tử phiên bản Tài Năng Tổng Hợp. Đây chính là trưởng đoàn, anh Hoàng Đăng Quang, 35 tuổi, hiện là giáo viên tin học tại trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Thành viên thứ hai đó là vợ anh Quang, chị Lê Kim Đông, 32 tuổi, là nhân viên trực tổng đài nên chị Đông có một giọng nói rất êm tai. Con trai Hoàng Lê Quang Minh, 6 tuổi, sinh đôi một cặp với chị Đông là chị Lê Kim Thi, em vợ anh Quang. Thành viên nam tiếp theo đó là anh Lê Hoàng Phú, 23 tuổi, hiện đang phụ giúp việc kinh doanh buôn bán đồ gỗ cùng mẹ là cô Nguyễn Thị Hoàng, 52 tuổi. Thành viên nam lớn tuổi nhất đó là ba vợ anh Quang, chú Lê Văn Dũng, 61 tuổi. Thành viên cuối cùng của gia đình là bác Huỳnh Thiên Kim Hoàng, 68 tuổi. Bình thường chỗ anh Quang làm việc là ở đâu nhỉ? Anh làm việc ở trường Hồng Bàng, quận 5. Từ nhà đến trường anh mất bao lâu? Khoảng 15 phút. Thế cho hỏi chị thường là nấu một bữa ăn cho mọi người là mất bao lâu? Khá là lâu, từng này người. Có khi nào mình nấu nhanh hơn được nữa không? Không, tại còn làm nhiều quá cho nên nó lâu. Bây giờ sứ giả có dữ liệu cho gia đình mình. Phong bì thử thách và hộp quà của chương trình. Anh Quang sẽ là đại diện cho cả gia đình. Mời anh chọn. Anh chọn hộp quà. Chiều lòng các thành viên nhí nên anh Quang đã lựa chọn hộp quà. Và bên trong chiếc hộp này là một chiếc đồng hồ. Vậy thử thách dành cho gia đình là gì đây? Đây là thử thách của chương trình. Thử thách đồng hồ sinh học. Không được nhìn đồng hồ, người chơi phải tự đếm nhẩm rồi bấm nút đồng hồ sao cho trùng khớp ở các mốc thời gian 15 giây, 30 giây và 60 giây. Thất bại nếu một lần bấm nút không trùng khớp với số giây trên đồng hồ. Lưu ý, người chơi chỉ được thực hiện một lần duy nhất, thực hiện 3 mốc thời gian với 3 lần riêng biệt không liên hoàn. Có thể dùng dụng cụ đi kèm để tạo nhịp đếm. Đây là đạo cụ để gia đình sẽ luyện tập. Nhưng mà tới lúc ra thi á, thì mình sẽ không thi bằng cái đồng hồ này. Mình sẽ có một cái đạo cụ do chương trình cung cấp. Xin mời đạo cụ. Ai sẽ là người đầu tiên thử chiếc đồng hồ này? Con nhé là con. Vậy là mấy giây? 14 giây. Thua đó. Rồi. Ông ngoại hay quá. Ông ngoại đã thành công ở mức 15 giây rồi. Nhưng mà chúng ta còn 30 giây, 60 giây. Hai cái đó mới khó. Vậy thì cả nhà mình có cùng nhau quyết tâm để giành lấy phần thưởng của chương trình không ạ? Quyết tâm. Yeah. Đó là gia đình của anh Hoàng Đăng Quang thưa quý vị. Đếm nhịp theo nhịp đồng hồ thì có thể nhiều người canh theo nhịp tim hoặc người nhắm mắt lại chúng ta có thể tính nhẩm được. Nhưng mà chính xác 15 giây, 30 giây thì được nhưng 60 giây thì hơi khó. Để xem hôm nay gia đình anh Quang người nào sẽ vượt qua thử thách đây. Chúng ta chào đón gia đình anh Quang. Chào cả nhà. Chào cô ạ. Hôm nay thì gia đình mình luyện tập như thế nào với cái chiếc đồng hồ mà chương trình giao cho? Dạ xuống cửa hàng thì lúc nào tôi cũng đem theo tôi tập luyện. Ông ngoại là ông ngoại ở nhà, ông ngoại cũng tập trong cái điện thoại á. Nhưng mà cảm giác một tuần trôi qua nó vui không với việc tập luyện với đồng hồ cô? Cũng vui vui. Ví dụ như có khách đó thì mình để đó mình ra tiếp khách, không có khách thì mình vô mình ngồi luyện. Tất nhiên mấy ngày đó là tivi đồ là tắt hết luôn. Đó, hay quá. Vậy là đỡ tốn điện nè ha. Đỡ đi đâu chơi nè, đỡ chi phí rất là nhiều, tiết kiệm trong gia đình rất là nhiều. Nó tóm lại là nó có một sự xáo trộn gì đó. Nhưng mà vui chứ không phải là buồn đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ tạo cái không khí gia đình. Buổi tối thì cả nhà về quây quần lại thì kiểm tra coi ai tập tốt nhất. Nó có được cái không khí rất là vui. Rồi, cảm ơn gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại một tuần qua gia đình anh Quang luyện tập như thế nào. Tính đếm được đúng tới số 15 thì là tính đếm. Sứ giả vừa ra về, cả gia đình ngay lập tức bắt tay vào luyện tập. Nhưng mỗi thành viên đều muốn làm thử theo cách của riêng mình. Dù đọc to như con trai, hay nhịp tay đếm nhẩm như ông ngoại, thậm chí là sử dụng đến đạo cụ là hữu tâm để giữ nhịp như trưởng đoàn Đăng Quang, thì kết quả đều là 14 giây nè. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi cả nhà ơi. Nói là làm, tranh thủ giờ ra chơi, anh Quang lại chăm chỉ ngồi tập luyện thử thách vẫn bằng cách đếm nhẩm. Dường như cách này vẫn chưa hiệu quả lắm. Trong khi đó, tại cửa hàng đồ gỗ của gia đình, mẹ vợ anh Quang lại vừa suy nghĩ ra cách tập mới. Bằng chính món quà của sứ giả, quả là sáng tạo. Nhưng liệu sáng kiến này có hiệu quả? 28 là đếm 30 đó. Cô đếm 30 đó. Đã quá nửa thời gian luyện tập, nhưng đến tận lúc này, vấn đề của cả gia đình vẫn là cần phải tìm ra cách đếm nhịp đồng hồ sinh học chính xác nhất. Với phu nhân của trưởng đoàn, đó là cách đếm tiền tưởng tượng. Nếu cách này hiệu quả thì sẽ có thêm 10 triệu để đếm thôi mẹ Đông ơi. Đó. Thôi em không có năng khiếu rồi. Lấy cây viết chì gõ đi. Gõ gì? Gõ giống như tụng kinh đó. À, có quen tụng kinh đó cài tự cách. Vẫn trung thành với cách di chuyển hộp quà theo khoảng cách cố định. Với lợi thế có khá nhiều thời gian để tập tại cửa hàng, mẹ vợ anh Quang dường như khá thoải mái. 16 cái là 15. Nãy giờ cô để ý 3-4 lần là 16 là nó ra 15. Có công mài sắt có ngày nên kim. 30. Đúng không? Trời ơi, chính xác luôn. Trời ơi, đúng không? Nè, cô đúng 60 cái luôn nè. Và kết quả là cô đã hoàn toàn chính xác ở cả 31 thời gian. Ngày tập luyện cuối cùng, cả gia đình quyết định sẽ không có giải thưởng mà chỉ có hình phạt cho người đếm sai nhịp đồng hồ sinh học. Đó là phải uống trà đá. Cứ thế này thì cả nhà sẽ khỏi cần ăn tối nữa rồi. Đến lượt mẹ vợ anh Quang, liệu có giữ được phong độ thành công của ngày hôm qua? Đúng rồi. 7 ngày tập luyện với quá nhiều cách thức. Dù tập luyện thành công 100%, nhưng cô Hoàng đã phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc thực hiện thử thách khi tuổi đã lớn và lại dễ mất bình tĩnh trước đám đông. Liệu gia đình anh Đăng Quang có vượt qua được thử thách? Từ khi có chiếc đồng hồ của chương trình, cả nhà rộn rã tiếng cười nha. Mọi người quay quần với nhau. Hy vọng hôm nay mà chiến thắng nữa thì cả nhà còn vui nữa. Vậy thì hôm nay ai sẽ là người thực hiện để chinh phục được thử thách của chương trình ạ? Sau một tuần cả gia đình cùng luyện tập thì cuối cùng gia đình thống nhất là chọn bà ngoại sẽ là thành viên giỏi nhất là chinh phục cái thử thách. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Còn quyết tâm chinh phục thử thách không ạ? Có. Và bây giờ chúng ta đón nhận thử thách từ chương trình. Quyền Linh sẽ đọc lại thử thách một lần nữa cho cả nhà nghe. Thử thách đồng hồ sinh học. Không được nhìn đồng hồ, người chơi phải tự đếm nhẩm rồi bấm nút đồng hồ sao cho trùng khớp ở các mốc thời gian 15 giây, 30 giây và 60 giây. Thất bại nếu một lần bấm nút không trùng khớp với số giây trên đồng hồ. Lưu ý, thực hiện 3 mốc thời gian, 3 lần riêng biệt, không liên hoàn. Có thể dùng dụng cụ đi kèm để tạo nhịp đếm. Ta rõ chưa? Mời cô bước lên phía trước. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là gia đình của anh Quang đã quyết định cử bà ngoại ra để chinh phục thử thách của chương trình. 15 giây, 30 giây, 60 giây. Liệu gia đình có vượt qua thử thách đó không? 10 triệu hay là 1 triệu? Đây là chiếc đồng hồ đang ở bước đầu tiên, đó là số 0. Cô có nhiệm vụ nhẩm theo nhịp của đồng hồ. Bây giờ tôi xin hỏi anh Quang, liệu gia đình có thay đổi gì không? Gia đình đã quyết định bà ngoại sẽ là người thi đấu. Trong những cái buổi luyện tập chung ở nhà thì bà ngoại luôn luôn là người chiến thắng. Và cái thời gian bà ngoại luyện tập thì cũng nhiều hơn. Gia đình rất tự tin vào bà ngoại. Bà ngoại cố lên. Bà xã cố lên. Cố lên bà ngoại. Cố lên bà ngoại. Cô sẵn sàng. Bây giờ thì tâm lý ra sao? Nó cũng hơi hồi hộp. Bây giờ đang suy nghĩ điều gì? Không suy nghĩ điều gì, cứ tập trung vô đây thôi. Và bây giờ sẵn sàng. Sẵn sàng. lo quá. Bắt đầu. Như vậy là 15 giây cô đã hoàn thành. Chúng ta còn 30 giây và 60 giây. Lần thứ hai 30 giây. Bắt đầu. Quên bấm hơn giờ. Như vậy là 30 giây đã vượt qua tới 32 giây. Đó. Nghĩa là cô đang suy nghĩ 60 giây đúng không? Dạ, đang suy nghĩ 60 giây. Đang suy nghĩ 60 giây. Nghĩa là mất tập trung, còn một mốc nữa là 60 giây thôi. Đếm cái nhớ 60 giây, bởi vì bấm 31 rồi mới chực nhớ. Bỏ xuống 32 rồi mới nhớ lại. Nhưng mà nếu mà lúc đó nhớ thì kịp không? Nhớ là nó cũng qua 31 rồi. Thì lên đây nó hồi hộp, cái tự nhiên cái đầu óc mình nó không nhớ mãi. Đứng nhìn bà Thi mà tôi hồi hộp. Hồi hộp quá hả? Ở nhà tập đâu có hồi hộp cỡ vậy đúng không? Có, nhà mình tỉnh queo thôi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và may mắn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì gia đình sẽ nhận được giấy chứng nhận của chương trình và 1 triệu đồng để chúng ta có thể liên hoan với những tiếng cười rộn rã và ấm áp. Cảm ơn gia đình. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị, chúng ta vừa đến với thử thách đầu tiên dành cho gia đình của anh Đăng Quang. Còn bây giờ thì Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình tiếp theo. Kính thưa quý vị, Lâm đang ngồi trong quán cà phê Cốc để xem trận đấu cờ giữa hai tay cờ rất khốc liệt. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh. Người nhận thử thách của chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Xuân Khang, 30 tuổi, người đàn ông trụ cột của gia đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng và đặc biệt thích khám phá tìm tòi những điều mới lạ. Gia đình của anh Khang gồm 7 thành viên. Vợ anh Khang là chị Bùi Lê Ngọc Bích, 29 tuổi, là cánh tay phải đắc lực trong công tác nội trợ. Mẹ ruột anh Khang là cô Đinh Thị Ninh, 59 tuổi. Chú Nguyễn Xuân Trọng, 65 tuổi, là ba ruột của anh Khang. Con trai lớn của anh Khang là Nguyễn Xuân Bảo, năm nay 8 tuổi. Còn cô bé lém lỉnh này tên là Nguyễn Bùi Bảo Hân, 4 tuổi, con gái của anh Khang. Ngoài ra, anh Khang còn chị ruột là Nguyễn Thị Bính, 37 tuổi và anh rể Kiều Minh Khoảng, 51 tuổi. Anh trai anh Khang là Nguyễn Xuân Thịnh, 35 tuổi. Em xin giới thiệu em là Dương Lâm. Bây giờ em đang là sứ giả của chương trình Gia Đình Tài Tử. Thì ngày hôm nay em đến đây để đem cái thử thách đến cho gia đình mình. Anh cảm nhận được là cái ưu điểm của mình là cái gì vậy? Mình chơi khá nhiều môn. Khá nhiều môn hả? Cầu lông, bóng bàn, tennis. Mình hát được luôn. Gia đình không biết thử thách gì, xin mời gia đình hãy xem một màn biểu diễn. Rồi, một tràng vỗ tay. Rồi, đây là một quầy bình thường, 52 lá khác nhau. Cặp tay vô chơi chọn một kỳ cho nè. Rồi, giấu nha. Bây giờ em sẽ đẩy con bài của anh vô đây. Bây giờ em sẽ lắc cái. Giờ em sẽ nhìn nha. Con bài sẽ biến thành trong hàng lá xì. Ôi quá vậy. Quá. Một tràng vỗ tay cho vận động viên. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ gia đình mình đã dần dần biết cái thử thách của chương trình dành cho gia đình mình chưa? Theo cô, thử thách là gì? Chắc là bảo thuật rồi. À, chị. Anh. Đúng vậy. Dạ, xin chúc mừng gia đình. Cái đó là chỉ ảo thuật cho vui thôi, xả stress cho gia đình mình thôi. Và ngày hôm nay em một món quà tặng cho gia đình. Gia đình nhắm mặt lại đi cho bí mật Quyền Bí nha. 1, 2, 3. Bây giờ con gái, con mở cái hộp quà này ra cho chú nha. 1, 2, 3. Đây cũng chính là một bộ bài. Thử thách xếp tháp bài. Trong vòng 2 phút với 15 lá bài, bạn phải xếp được 3 tầng tháp theo hình mẫu quy định. người chơi thực hiện thử thách trên bàn có trải khăn do chương trình cung cấp. Sau khi hoàn thành tầng thứ 3, tháp bài phải được giữ vững trong thời gian 3 giây. Phần thi thất bại nếu thực hiện thử thách quá thời gian quy định là 2 phút. Phần thi cũng thất bại nếu sau khi hoàn thành, tháp bài không đứng vững trong thời gian 3 giây. Anh đã tự tin đi, thử rồi. Anh chỉ có 2 phút thôi nha. Okay. Và bây giờ, phần thử thách của anh bắt đầu. Đúng nha. Hay quá. Trời ơi, rớt nữa rồi. Coi bộ cái thử thách này cũng là một cuộc. Mẹ em nghĩ cái cột kê gắn sắt dán là mới dính nổi. Cố lên, cố lên. 55, 56, 57, 58, 59, hết giờ. Dạ rất tiếc nhưng mà đây chỉ là cái lần đầu tiên anh thử mà em cảm giác là anh làm được như vậy là anh quá giỏi rồi. Là bây giờ anh có 7 ngày để tập cái thử thách này. Bây giờ anh đã có đủ tự tin để hoàn thành thử thách chưa? 1, 2, 3, yeah! Xin chào cả nhà anh Khang à. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Ủa gia đình mình là ở chung một nhà hả bác? Có ở nhà khác nữa à. Nhưng cũng gần nhau lắm. Bao lâu thì mình mới tụ tập lại để trò chuyện rồi ăn cơm chung gia đình thông hả bác? Thường một tuần phải được 2-3 lần đó. À cũng nhiều đúng không hả? Hy vọng lần này chúng ta sẽ có giải thưởng 10 triệu đồng để mình làm liên hoan lớn ha. Hả? Ô, vậy là sao? Con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Xuân Bảo. Hôm nay ba con tập nhiều không? Dạ nhiều. Còn chị này nè, chà chị nhí nhảnh quá nha. Chào con. Chào chú. Con tên là gì? Nguyễn Mùi Bảo Hơn. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 4 tuổi. Ở nhà là mẹ dữ hơn hay là ba dữ hơn? Ba với mẹ. Con sợ ai nhất trong nhà? Nhất là ba. Bà có đánh đòn con không? Mỗi lần mà ba la con thì con làm gì? Khóc quá trời quá đó. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta đã có thời gian luyện tập 7 ngày rồi. Nhưng qua một tuần luyện tập thì anh có được khoảng bao nhiêu % là làm được? Sau một tuần thì mình tin là được khoảng 90 đến 95%. À 90, 95%. Dạ. Cái này dữ rồi nha. Và bây giờ chúng ta xem lại một tuần qua thì gia đình anh Khang đã động viên để anh tập như thế nào.